Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 9, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát đi thông báo một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter xảy ra ở điểm nóng Con Plong của tỉnh Kon Tum và một trận động đất khác xuất hiện ở gần biên giới Trung Quốc. Theo đó, lúc 2 giờ 27 phút 8 giây, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,847 độ Vĩ Bắc, 108,251 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tiếp đến là vào lúc 3 giờ 18 phút 54 giây, một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22,728 độ Vĩ Bắc, 103,176 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gần huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.